Xin chào tất cả các bạn đến với Đọc Lại. Hôm nay xin hướng dẫn cho các bạn đàn ca khúc Cát Bụi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Các bạn có thể đặt mua sách tuyển tập ca khúc Bất Hủ Việt Nam soạn cho piano gồm 12 ca khúc của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Ngô Thiều Miên, Vũ Thành An, Nguyễn Ánh Chính, Phan Hưng Điểu và nhạc sĩ Giáng Son. Được soạn cho piano đơn giản để các bạn có thể tập luyện. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đàn câu intro trước và đàn chậm từng câu một để các bạn ghép. Nhìn vào sách các bạn ghép nhé, câu intro. Các bạn chú ý trong bài. Rồi, sẽ đàn chậm, sau đó đàn từng tay cho các bạn theo dõi. Phải đàn theo liên ba đơn ba nốt trong một phách: si đố mì si, si đố mì si, đô ré phà đô, đô ré phà đô, mi phá là mi, mi phá là mi, mi phá mi rê mi rê, đô ré đô si rê đô si đố mì si. Si đố mì si, đô rê phà đô, đô rê phà đô, mi phá là mi, mi phá là mi, mi rê la son la. Rồi tay trái, các bạn để ý, là mi la đố la mi, là mi la đố la mi. Rồi fa do fa la fa do fa do fa la fa do re la re fa re la re la re fa re la. Đây là cái kiểu đàn rải tay trái theo xì lô róc. Các bạn cứ cố gắng tập từ từ, khi mà quen được một bài thì những bài sau đàn rất là dễ, vì mình đã quen được cái thay của nó rồi thì mình ghép vô rất là dễ. Rồi bắt đầu chúng ta ghép ha. Ghép chậm này. Cho cái bát nó dày nó hay hơn, hoặc nốt đơn cũng được ha. Mi fa mi re mi re đô si re đô si đô mi si, si đô mi si, đô re fa đô, đô re fa đô, mi fa là mi, mi phá là mi, mi lê đô la, xin lỗi các bạn, la mi lê la son thăng la đô, tay trái là la đô mi la đô mi. Đó, các bạn rải một cái. Rồi, vô bài ha, câu đầu tiên. Rồi, tay phải ha. La la mi fa mi mi si si re re la la đố mi. Rồi, tay trái các bạn đàn rải như là trong sách vậy. Rồi ghép nè. La mi fa mi mi
mi rê, mi rê, hoặc lúc này các bạn đàn mi dán cũng được ha. Si đố mi, mi rê, hoặc si đố mi, mi rê, đàn mi dán nghe nó hay hơn. Si đố mi, mi rê, rê mi si, la đố si si. Rồi các bạn ghép câu số 2. Tay trái son thăng, rê mi son mi rê, son rê mi son mi rê, rê la rê fa rê la, si rê fa la fa rê mi si mi son mi si. Rồi ghép à, si này. Si đố mi mi rê, rê mi si, la đố si si. Rồi tiếp tục các bạn đàn câu tiếp theo, la 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 mi phá mi mi, si si rê rê la la đố mi. Rồi ghép tay theo tay trái các bạn vẫn đàn vậy, là la mi la đố la mi, la mi la đố la mi, son thăng rê mi son mi rê. Rồi tiếp tục, la mi phá mi mi, si si rê rê la la đố mi. Rồi tiếp tục, si đố mi mi rê, son rê mi son rê mi la. Rồi tay trái các bạn nhìn ra, các bạn cứ cố gắng tập tập thật chậm á, chậm như khi các bạn quen này các bạn làm nhanh lên á, nhanh hơn xíu. Rồi ghép nè, si đố mi mi rê, son rê mi son rê mi la ha. Rồi đàn lại ha, si đố mi mi rê, son rê mi son rê mi la. Rồi như vậy các bạn đã xong cái câu solo vô điệp khúc ha, chuyển qua la trưởng nè, la mi fa son nè, tay trái la mi fa son. Rồi sẽ đàn khúc này la đó, các bạn nghe. Rồi tay phải luôn ha, la đập đô 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 thăng các bạn, qua phần này là có là fa thăng, rồi qua phần này thì có fa thăng, đô thăng và son thăng, ba nốt này. Khi nào tới ba nốt này thì các bạn đàn thăng lên, fa này, đô son. Rồi bắt đầu, đô đô, la la, mi 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 son rê mi la, các bạn ghép tay trái cho mình, đô ghép từ khúc nó chuyển qua la đô 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 si đô la mi, đô 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 mi mi rê rê. Rồi câu tiếp theo, phá phá mi mi si si, đô 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 si đố la la. Đó, rồi tiếp tục, phá phá mi mi si si, đô 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 si đố la la. Đó, nốt phần
sau thì các bạn lặp lại như lúc đầu, la 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 đây ha, la la la. Đó, phần sau là lặp lại của đoạn đầu rồi hết bài. Trong sách có soạn đầy đủ như vậy rồi, các bạn cứ nhìn trong sách mà tập ha. Các bạn tập nhiều để có kết quả tốt. Chúc các bạn thành công.